Hello anh em, chào mừng anh em đến vlog tiếp theo của mình. Thì mấy hôm nay ở Sài Gòn anh em trời mưa khá là nhiều ha. Hồ của mình hôm qua nó mới mưa xong thì hồ của mình nó ngập lên tới gần cái mép hồ luôn. Cho nên hôm nay mình tiến hành thay nước rồi bắt đầu mình đánh muối và đánh vi sinh. Thì muối mình đã đánh 3 phần ngàn rồi anh em. Mình hòa tan là 3 phần ngàn và mình không có cho ăn ha. Thời điểm này là thời điểm khá là nhạy cảm, cũng khá là nhiều bệnh nó sẽ xuất hiện. Ví dụ như là nhẹ thì là nấm trắng, nặng thì những cái loại bệnh nhiễm khuẩn. Cho nên là thời gian này mình không có cho cá ăn. Chó cho ăn nhưng mà mình chỉ canh những hôm mà mình trời ấm và nó không có mưa á thì mình mới cho ăn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đánh vi sinh. Thì cái cách đánh vi sinh này mình đã hướng dẫn trong khá là nhiều clip rồi anh em có thể đánh theo bất kỳ cái cách nào mà anh em muốn. Nhưng mình thì cái hồ của mình là 7 khối. Thì mình sẽ đánh 7 cái muỗng vi sinh này. 7 muỗng ha. 7 khối thì mình đánh 3 muỗng thôi anh em. Tại vì 1 muỗng như vậy là 1 gram. Đánh cho 2 khối nước. Mình đánh 3 muỗng thôi. Rồi. Và bắt đầu mình hòa nước. Thì cái việc hòa nước này anh em sẽ giúp cho cái vi sinh này á, nó hòa lẫn vào nước hồ của anh em tốt hơn. Hơn là anh em bỏ trực tiếp vào hồ. Thì có nhiều anh em nói là mất thời gian thì mình đánh thẳng một chiếc vào hồ cũng được. Cũng được. Cũng được nha anh em. Cũng không vấn đề gì đâu. Cuối cùng này cũng ở nằm trong hồ mình thôi. Và cái đánh vi sinh này thì anh em canh cái lúc mà anh em vừa thấy nước xong là đánh tốt nhất. Việc đó sẽ giúp cho cái nước của anh em sẽ tốt hơn. Và sẽ giúp hạn chế cái việc cá nó ăn phải á. Nó ăn phải cái vi sinh này nó ổn, nó tiêu hóa mất thì nó ổn. Tại vì cá ăn cũng không sao. Nhưng mà khi mà anh em mới thấy nước xong á thì cá nó sẽ hại, nó sẽ ăn rất là ít. Tại vì nước hồ mới á, cho nên là cá nó sẽ ăn khá ít. Một hồi sau thì nó sẽ ăn bình thường lại. Việc đánh sâu hay nước là việc tốt nhất ha. Nhưng mà thật sự thì đánh lúc nào cũng được. Nhưng mà mình đánh thường là đánh sau khi mình thay nước. Sau khi hòa tan như vậy rồi mình sẽ đổ trực tiếp vào hồ luôn. Do là cái đèn UV của mình á, mình không có để ở ngăn lắng. Mình để ở ngăn bơm tút đằng kia cả, ở đằng sau cái dạng ba kia á. Cho nên là việc cái hệ vi sinh nó sẽ vô cái đáy, nó vô cái hút lẫn nhất lẫn bên đây và cả hút mặt nữa, nó sẽ vô cái lắng này và nó qua cái ngăn lọc tinh. Nó sẽ nằm yên ở ngay lắng mà lọc tinh thôi, nó không có qua bên cái ngăn bơm nhiều, cho nên sẽ hạn chế được cái việc cái UV nó diệt luôn cái vi sinh của mình. Thì hôm nay mình làm cái clip này á để mình chủ yếu là mình nói về cái việc cái men vuốt á, vi sinh vuốt là cái vi sinh mình hay sử dụng, mình cũng hay nói về nhiều nhất khi mà mình chưa có coi cũng như làm biết từ trước đến nay. Thì bây giờ nó có hai mẫu rồi anh em. Hồi trước thì mình hay bán cái mẫu vi sinh bằng hũ như vậy, thì hũ như vậy là 150g ha, 150g anh em hay đánh cho 70 khối nước, 150g đánh cho 30 khối nước, 300 khối nước, thì cứ 1g như vậy đánh cho 2 khối ha. Thì bây giờ nó đã ra cái dạng túi như vậy. Cái dạng túi như vậy thì nó đến 180g lần. Mình rõ nha, 180g lần. Đó, thì có thể đánh cho được 300 khối nước. Và đặc biệt thì cái gói này nó sẽ rẻ tiền hơn cái hũ này. Nó sẽ rẻ hơn cái hũ này. Gói này nó sẽ rẻ hơn được khoảng từ 10.000. Thì nếu như anh em có nhu cầu mua cái Visinovic dạng gói hay là dạng hũ thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình. Mình sẽ để cái link mua hàng ở dưới phần mô tả hoặc liên hệ trực tiếp Zalo với mình. Và cái gói này nó cũng sẽ áp dụng theo cái combo là anh em khi anh em mua một cái bao cám tăng màu hoặc là cái bao cám bất kỳ một cái bao cám mình đang bán như là 2 crown aqua 10kg hoặc 5kg kèm theo một cái gói này sẽ được giảm 10% trên tổng hóa đơn ha. Thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Tính ra là khá đó. Cái tiền đó thì anh có thể mua những cái loại vật dụng khác cho hồ cá con của mình. Thì đó là combo bên mình. Thì chất lượng hai cái nó đều giống nhau anh em. Nó chỉ khác cái này nó bằng hũ thôi, bằng nhựa thôi, còn cái này nó bằng túi zip. Thì những anh em mà hồ to nên sử dụng cái loại túi này nó sẽ lợi hơn. Tại vì nó rẻ hơn mà. Túi này nó rẻ hơn rất nhiều. Nó tăng lên đến hơn 30g. Mà nó rẻ hơn được 10.000. Mình lợi rất là nhiều ha. Thì những anh em hồ to thì khi mà mình không cần bảo quản cái này lâu á, mỗi lần mình đánh ví dụ như những anh em mà hồ khoảng 50 khối hoặc là 100 khối hay là 20 khối gì đó, dùng cái túi này trong vòng
khoảng nửa tháng là đã hết rồi. Thì những cái túi này không cần, tại vì nó là túi ship anh em, cho nên nó không bảo quản được lâu như là cái hũ này đấy, cho nên là có lợi có hại ha. Rồi hôm nay mình chỉ nói sơ về cái việc thay đổi bao mã của cái vi sinh Covid mà đang sử dụng thôi. Nếu như anh em có nhu cầu mua về sử dụng thì mình mới lại liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo hoặc là qua kênh Shopee, thậm chí là qua fanpage, mình đều cái người mà trả lời với anh em trực tiếp đó chính là mình. Còn anh em muốn làm một clip gì về các coi thì anh em cứ comment bên dưới ha, mình sẽ tổng hợp thông tin và làm cho anh em. Cảm ơn anh xem như phút này, cảm ơn anh em, bye bye, tạm biệt. À nhớ like sub nha.